Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngôi Nhã Linh. Năm nay mình học lớp 2.8. Mình 7 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tập thơ tên là Xin chào những buổi sáng. Tác giả Nguyễn Phong Việt, dịch giả Hạ Nhiên, nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ. Mình đọc cuốn sách này cũng là những nét vẽ rất là vui vẻ và nét chữ cũng kiểu giống như là người ta tự viết bằng tay luôn. Với lại là mấy cuốn sách khác là mình cũng thường không có thấy màu, còn cuốn sách này màu cả đống luôn. Mình thích cái cuốn sách này là do nó rất là hay và những câu thơ rất là tinh nghịch vui vẻ. Bây giờ mình sẽ đọc bài thơ Chuyện những đôi giày. Có đôi giày nho nhỏ theo chân bé đến trường, mặc kệ ngày mưa gió vẫn giữ ấm yêu thương. Có đôi giày ra phố tung tăng với sắc màu, có khi còn mắc cỡ vì một vết bùn nâu. Có đôi giày mềm mại trên những chuyến đi xa, gót mòn nhưng vững chãi, giúp bé khỏe nhất nhà. Có đôi giày đã cũ, không còn vừa đôi chân, bé đem đi quyên góp cho những bạn đang cần. Những đôi giày mới cũ, cùng với bé lớn lên, qua biết bao ngày tháng, một tình bạn vững bền. Bài thơ tiếp theo đó chính là Bức tường thành thương yêu. Ngoài kia là giông bão, nhưng sẽ không thể nào làm gia đình lay chuyển bức tường thành thương yêu.